có tin Kiệt chưa? Kiệt hỏi thật. Nếu tin thì Kiệt tiếp tục lên những cái clip nữa, nếu không tin thì chắc Kiệt không lên. Mà Kiệt đã nói hết ý hết lời, chỉ cần Kiệt xuất hiện thôi để chứng minh sấm cơ là thật. Và đồng thời cũng khuyên nhủ quý vị để mà quay đầu về với tâm linh, về với cái hiền, để mà mình được tồn tại. Vì mình rất là khó, mình để mà qua được hai cái mùa của Covid này, mình không phải là dễ. Và là nó sẽ còn tiếp tục những cái khó khăn khác nữa. Mỗi ngày mình có nhiều cái thử thách. Bây giờ mình qua đến phần thử thách về tài chính, khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp cũng là một cái hạn đó. Ngày xưa ông bà mình không có phước bằng mình, cho nên cứ tưởng tượng tận thế là khủng khiếp, nát trái đất, bom nguyên tử nổ. Nhưng mà hôm nay Kiệt lên Kiệt nói để quý vị an lòng là cái tận thế nó rất là nhẹ nhàng. Chỉ cần mình sống biết khiêm tốn và mình sống hiền hòa, làm việc tại nhà, tránh con Covid, và mình không còn đi nhảy đầm, ăn nhậu hay là la cà quán vỉa hè, sáng xỉn chiều say tối la gai, và cà phê ngày báo ứng cử nữa, bớt tốn tiền, ở nhà rửa chén lo giúp vợ con, có hiếu cha mẹ. Đó là trên muốn mình như vậy, tức nghĩa là vừa đổi cái bom tử thành con Covid, và đồng thời cho mình bớt ra đường ăn quậy để tạo nghiệp, để cho mình ở nhà để tu tập, để mà ăn hiền ở lành. Đó là bề trên muốn mình như vậy. Và đồng thời cộng lại Kiệt lên đây để nhắc nhở quý vị nữa, thì mà bằng nói bằng tiếng Việt nha, mấy người Mỹ nó không có phước, cho nên Kiệt không có nói bằng tiếng Anh được. Tại Kiệt nói tiếng Anh nó sẽ đụng chạm nhiều, nhưng mà sau này Kiệt sẽ nói tiếng Anh cho những đứa nhỏ nó nghe.